Xin kính chào tất cả quý khán giả của đài truyền hình Khả Năng Ô Tô. Chào mừng mọi người quay trở lại kênh mua bán ô tô cũ Khả Năng Ô Tô Hải Phòng. Số điện thoại 0326062789. Trân trọng gửi đến quý khán giả một lời kính chúc sức khỏe, lời chào trân trọng nhất. Chúc tất cả mọi người hạnh phúc, vui vẻ, thành công bên may mắn bên gia đình và người thân. Chúc mọi người lái xe an toàn và mua được nhiều những chiếc xe đẹp. Hôm nay Khả Năng Ô Tô lên sóng báo giá cho mọi người một mẫu xe mới về bên em. Một mẫu xe phân khúc hạng C, giá rẻ mà bền đẹp gấp 3 lần Vios các bác nhé. Em khẳng định với các bác luôn. Chiếc này Kia Forte đời 2010, phiên bản nhập khẩu nguyên chiếc từ Hàn Quốc, động cơ 1.6, bền gấp 3 lần Vios luôn. Đấy, anh em nào mua dòng xe gia đình này về thì Vios qua dịch vụ không bao giờ có cửa các bác nhé, không bao giờ có cửa. Anh em bỏ qua Vios qua dịch vụ cho em. Đấy, Vios E gia đình anh em bỏ qua luôn cho em. Mà hãy lấy chiếc Forte đời 2010 phiên bản số sàn nhập khẩu nguyên chiếc với mức giá hơn 260 một chút. Khả Năng Ô Tô đang chào bán tại cửa hàng giá limit là 268 triệu đồng. Tất nhiên khi bà con khách hàng của Khả Năng Ô Tô, em có nhiều ưu đãi cho bà con các anh chị. Nếu bà con alo trực tiếp cho Khả Năng Ô Tô làm việc qua số điện thoại 0326062789 các bác nhé. Chiếc xe này phiên bản số sàn, động cơ 1.6, trang bị đầy đủ túi khí, phanh ABS các bác nhé. Nó đang đúc nguyên bản theo xe. Đấy, con xe này hơn hẳn cái này. Thứ nhất là nhập khẩu, thứ hai là nó bản đủ túi khí ABS. Xong rồi nó zin nữa, không dịch vụ, không taxi. Xe đẹp, máy số thân chỉ, keo chỉ, thân vỏ là zin hết, không đâm đụng va chạm gì cả. Máy số zin nó khác hoàn toàn anh em ạ, máy zin. Đấy. Keo chỉ zin, không đâm đụng. Đấy. Chứng tỏ con xe đi rất là ít và nó giữ chủ xe là giữ xe. Đấy, đời 2010. Tư nhân chính chủ, biển Phú Thọ, bên em có hỗ trợ bao rút hồ sơ. Chiếc xe này hình như gốc Hà Nội anh em ạ, hình như thế thôi, anh em chưa xem đăng kiểm. Nhưng mà hình như là gốc Hà Nội chứ các bác nhé. Ngày vì ngày xưa Forte phân khúc C này thì chủ yếu anh em Hà Nội có tiền mới mua được. Còn anh em mình ngày xưa thì nói chung là nói anh em đừng tự ái nhá. Ngày xưa anh em mình ở 2010 này 9 nên đâu tiền mua ô tô phân khúc hạng C này mà đi. Có để anh em mua vài con ghét thì con Kia Morning về chạy dịch vụ thôi. Đấy là còn phần lớn thôi, còn tất nhiên là có những cái bác có tiền. Anh em mua cả Camry, cả Lexus đây là chuyện bình thường. Nhưng em không nói chung là mặt bằng chung là anh em mình bây giờ mới có điều kiện mua đi ô tô để chạy tránh mưa tránh nắng này, đi gia đình. Thì em nghĩ là một mẫu xe mà ngày xưa người ta đã được trọng dụng, xong rồi người ta đi lại nó giữ gìn như này thì anh em mua sẽ tốt hơn. Đấy là em khuyên thật bà con các anh chị. Với cửa tiền 260, Khả Năng Ô Tô sẽ khuyên mọi người lấy chiếc xe Kia Forte này. Nhà em còn một chiếc màu đen được cũng đời 2009, giá bán bằng chiếc này nhé, vì nó biển Hà Nội. Mà nó màu đen, còn chiếc này màu bạc thì em bán rẻ hơn một chút, đời 2010. Cũng nhập khẩu các bạn. Con màu đen này em cũng nhập khẩu luôn các bác nhé, cũng form dáng như này. Và cũng là Cerato nhập khẩu từ Hàn Quốc về, động cơ cũng 1.6, biển Hà Nội màu đen. Nhà em khoảng tầm 3 hôm nữa sẽ lên sóng các bác nhé. Đang cho dọn tí sơn với lại làm gì nhỉ, vá tí ghế ra, còn lại không phải làm gì cả. Máy số zin hết các bạn, cột kèo keo chỉ đầu đít đinh bấm là nguyên hết, không mất phần nào cả. Xe đẹp anh em cứ thể check thợ thoải mái, bao test thợ thoải mái các bác nhé. Anh em cứ mang về mà mang đi đâu mà người ta bảo là lỗi hay là đâm đụng va chạm thì anh em đổi trả nhé, gọi điện cho Khả Năng Ô Tô đổi trả. Vì bọn em là làm ăn uy tín, có nào báo thế, xe cũ thì không thể tránh được xước sát va quẹt được, tránh nhẹ nhẹ không nói. Nhưng mà mình cứ báo với nhau trước đi, bây giờ em báo cho anh em luôn là con xe này không lỗi, không va quẹt gì. Thì anh em đến xuống đấy mà cứ va quẹt là trả lại xe em. Đấy. Đấy, còn là con xe mà nó đâm một tí hay va một tí hoặc đã qua dịch vụ khoan đục hay taxi thì con xe nó rất là nhàu. Bọn em đã từng bán 201 con xe đời 2009 như này các bác nhé. Vì giá tiền nó khác nhau hoàn toàn, như kiểu con Kia Morning taxi đấy. Nếu xe gia đình anh em bán 207 nhưng mà taxi thì em bán có 200 thôi, 201 thôi. Đấy. Nên là bà con cứ lựa cân đối làm sao nó hợp lý là được, chứ còn giá tiền thì nó ảnh hưởng đến chất lượng của chiếc xe. Xe Kia Forte này thì động cơ 1.6 nó sẽ tiêu hao tầm khoảng khuôn 6 lít rưỡi xăng trên 100 km hỗn hợp nhé. Còn đường trường thì 6 lít, còn nếu mà ở trong phố tầm 8 lít. Vì thứ nhất là nó tốt hơn so với dòng Vios, cái là nó chống ồn tốt hơn rất là nhiều. Chống ồn tốt vì nó gầm bệ nó chắc hơn, tôn vỏ nó dày dặn hơn. Nếu đi đường trường, đường đèo, đường núi nó khỏe hơn, xong này nó đầm chắc hơn, đi nó không bị ù đấy, không bị ù nên là nó sẽ tốt hơn rất là nhiều so với dòng Vios hoặc là Hyundai Accent. Đấy, vì nó phân khúc C cơ mà, không phải B đâu. Chiếc xe này thì em sẽ bao zin cho bà con luôn, sơn zin khoảng tầm 80% đấy các bác, sơn vẫn còn zin đấy, đừng có đùa con xe này, đi rất là zin này, những cái chỗ sơn như này là zin này, anh em nhìn thấy không, zin này. Đấy. Cabo có khi là tỉa tí rồi chứ còn con này nữa zin hết này, đây này sơn zin xước phát là thấy là sơn zin đồng trong luôn này. Đấy, con sơn zin nó hoàn khác hoàn toàn với con chiếc xe đây các bác nhìn thấy không, xước một tí vào sơn zin ngay này. Đấy, xuất sắc luôn, từ trong ra ngoài nhé, từ trong ra ngoài luôn. Nòng ghế này nó đỏ đỏ vì anh em có cái tràng hạt để sau cốp kìa, tràng hạt thì nó sẽ làm thấm ở đây, nó sẽ bị phai màu ra đây một tí, anh em lau đi là sạch. Đặc biệt chiếc xe đã được độ lên cái màn hình Android to vật vã, có nắp sim luôn, có trần nỉ nguyên bản zin hết,
zin hết, check hãng thoải mái anh em. Đây vô lăng của nó này mới đét các bác nhìn không? Vô lăng củ số mới đét luôn. Chưa hề thay thế sửa chữa lần nào cả. Đây các bác nhìn này, vô lăng củ số của nó này. Mới đét luôn, ốp bậc lên xuống không bẩn thế nào, không xước, còn bẩn anh em vừa dẫm lên. Đây. Ốc cửa đây. Zin hết các bác nhé. À, tapi cửa nguyên nỉ. Hôm nọ em bán chiếc biển Hà Nội 30X bán về cho anh em người Thanh Hóa rồi. Đây, nội thất nó như này luôn. Con xe phân khúc C anh em nhìn nội thất này, gai sần của nó còn nguyên hết này mà. Keo chỉ zin nếu lỗi tặng xe ngay, không bán. Đấy, giá tiền nó ảnh hưởng đến chất lượng của chiếc xe chứ không phải là gì đâu. Hôm nọ thì cũng con xe như này, đời 2010 và em bán là 279 triệu nhá. Hôm nay em mua giá nó biển tỉnh tốt hơn một tí thì em cũng sẽ hỗ trợ các bác một thêm một chút để cho bà con các bác anh chị với mức giá là 268 triệu có bớt nhá. Đây. Keo chỉ zin hết này anh em nhìn thấy không? Zin đét đẹp đẹp rồi. Xe nó zin đẹp thì mua cao lên một tí thì sẽ được xe đẹp thôi, có gì đâu. Anh em cũng thế. Bọn em đi mua xe cũng chỉ mong mua xe đẹp thôi, đừng mua xe lỗi về làm gì cả. Xe lỗi về khó bán lắm. Có báo khách hàng này giá đây, nhưng mà em bớt cho anh được 20-30 triệu nhưng mà khách hàng vẫn không mua. Vì khách hàng không thích xe lỗi đúng không? Chẳng ai thích một con chiếc xe lỗi quá được đúng không? Va quẹt nhẹ thì không sao, nhưng mà đâm đụng nặng thì rất là buồn. Đấy. Nhiều anh em người ta nói rất là tức đầu. Đây anh em nhìn này. Keo chỉ nó phải zin như này nhá các bác nhá. Zin hết đằng sau này. Đằng sau đằng trước zin hết nhá. Đấy. Keo chỉ zin hết ốp đằng sau này. À, chiếc xe này thì khả năng ô tô đang chạy công vụ nhá các bác nhá. Thì đằng sau này toàn đồ bóng đá của khả năng luôn. 3 đôi giày, 4 đôi giày, 5 đôi giày luôn. Xong rồi. Đấy, toàn đồ em đi đá bóng ấy. Để chứa đồ chạy sáng đi tối về. Nhà cách đây khoảng tầm 25 cây, nhà mỗi ngày em đi 50 cây đấy. Một 50 cây thì một tháng em đi là 1.500 cây, một năm em đi sẽ là 2 vạn, khoảng tầm 1.7 vạn các bác nhé. Một năm nếu mình đi cứ đài em đi làm thì sẽ là 1.7 vạn một năm, thì cũng chỉ là xe gia đình thôi. Còn nếu anh em đi dịch vụ thì một ngày anh em đi 200-300 cây. Mỗi ngày mỗi tháng anh em sẽ đi khoảng tầm 6 vạn các bạn. Đấy, dịch vụ phải tầm 5-6 vạn một tháng đấy, không ít đâu nhá anh em nhớ đấy. Còn mình đi 1-2 vạn là xe gia đình mới đi ít thế vậy. Đấy, cột kèo đinh bấm nguyên gì hết này. Đấy. Nguyên gì hết nhé. Cái này thì khả năng check hãng thoải mái, anh em check thợ. Anh em dẫn thợ đi xem hộ thoải mái nhé. Có như nào báo như vậy rồi. Không lo về chất lượng đâu, khả năng đã bao cam kết cho bà con thì bà con cứ an tâm. Đấy, zin hết nhé, từ trong ra ngoài luôn. Máy số thân vỏ keo chỉ zin, nội thất zin, này tapi nỉ zin, trần nỉ cũng zin luôn. Con xe gia đình như này các bác mua về đi rất là an tâm, anh em đi khoảng tầm 5-10 năm nữa thoải mái. Nó không như cái con khác, con khác thì nó lỗi, nó đâm va hay là nó dịch vụ rồi nó chạy bét quá rồi đấy. Thì nó thật bà con nó sẽ không bao giờ tốt được bằng chất lượng bằng cái chiếc này được. Giờ em sẽ để đổ máy chiếc xe này lên cho bà con các anh chị nào mà xa không đến được thì sẽ nghe tiếng máy cho nó chuẩn nữa. Đặt cọc thì em đánh ship xe cho bà con này. Đấy, 10 vạn 2 nhé các bác nhé. Xe gia đình nó mới đẹp cái này đấy, anh em nhìn vô lăng của nó này, vô lăng của nó có mòn thế nào đâu. Rất là mới nhá, đây này, chỗ tì tay không bị mòn này. Bên này cũng thế này, nó chỉ hơi móng tay tí thôi. Củ số đây, các bác nhìn nhá, củ số zin của nó này, đấy. Cùng cái màn hình này, màn hình không phải là zin đâu nhá, màn hình này màn hình nắp thêm. Nắp thêm là đó là trang bị mà cả Việt Map luôn này. Anh em nhìn nhá, màn Việt Map này. Cùng với còn ý chỉ đường nhá, Google Map này. Rồi phát video, cũng như là YouTube Van, đầy đủ hết luôn. Đấy, full đồ, full option luôn. Dù điều hòa mát thật sự luôn. Đã ngồi lên xe rồi thì không muốn xíu xe luôn các bạn. Đấy, quả trần của nó các anh em nhìn này, quả trần nó rất là uy tín nhá. Trần cực kỳ uy tín mà mới này. Mới đẹp, zin hết từ trong ra ngoài luôn. Xe sạch sẽ từ trong ra ngoài. Đẹp và máy số zin, keo chỉ zin, điều hòa mát. Không đâm đụng va chạm gì. Em sẽ kiểm tra nốt cái phần cabo cùng với phần khoang máy cho bà con. Để bà con đến xem và mua nó tự tin hơn rất là nhiều. Đây. Đây một chiếc xe đời 2010 mà máy vẫn còn zin các bác nhé. Máy vẫn còn zin. Có một tiếng dây cu loa nó hơi xít xít một tí thì em sẽ chỉnh lại cho bà con làm sao cho nó hết kêu xít 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 này đi. Còn máy nó vẫn đang zin nguyên zin luôn các bác nhé. Không hề mất phần nào luôn. Ốc chân máy cũng chưa mở này, keo chỉ zin, ốc phần đầu cabo cũng nguyên zin này. Và máy nổ cực êm, có mỗi tiếng dây cu loa nó hơi kêu một tí. Đấy ạ. Để chứng minh cho cái việc dây cu loa đã kêu thì em sẽ đi vào em sẽ cho các bác nghe tiếng tiếng máy xịn của nó nhé. Đấy, anh em nghe thấy chưa? Có tiếng nước vào nó sẽ không kêu nữa, không kêu tiếng dây cu loa nữa là tiếng đâu tiếng máy nhá. Đấy, như vậy thì cái dây cu loa thì em chỉ cần thay đi một tí thôi hoặc là em kích lên một tí thôi là ok, còn máy nó nổ nguyên êm các bác nhé. Cho thêm một tí nước vào phát là biết ngay. Đấy.
không phải là tiếng máy mà là tiếng dây vô loa nhá. Máy nổ cực êm như này này. DHC 16 van đời 2010, nhập hàng nguyên chiếc, mới đét luôn, nội thất cũng khoang máy cũng mới đét luôn nhé. Keo chỉ zin, máy số zin, không mất một phân keo chỉ nào. Anh em cứ cầm thước đo mất một phân em giảm ngay 100 triệu cho bà con các anh chị nào tìm ra lỗi. Trân trọng cảm ơn tất cả quý bà con các anh chị đã luôn quan tâm theo dõi ủng hộ Khả Năng Ô Tô. Hẹn mọi người trong clip tiếp theo.